Chào mừng quý phụ huynh đến với ứng dụng Little Family Room giúp phụ huynh cập nhật thông tin của bé tại trường từ hệ thống Little Lies. Để truy cập vào hệ thống, quý phụ huynh có thể vào bằng email hoặc số điện thoại cung cấp cho nhà trường. Đối với email, phụ huynh sẽ nhận được email của mình thông tin tên đăng nhập và mật khẩu. Sau đó, phụ huynh sẽ nhập thông tin tại đây. Click vào ô tôi đã đọc và đồng ý Little Lies. Sau đó bấm đăng nhập. Đối với số điện thoại, sau khi nhà trường kích hoạt tài khoản của phụ huynh bấm vào ô điện thoại. Chọn pin code login. Nhập số điện thoại di động, lưu ý phụ huynh bỏ số 0 ở đầu số điện thoại. Bấm vào nút send me the pin code. Lúc này, hệ thống tự động của Little Life sẽ gửi cho quý phụ huynh một tin nhắn bao gồm có mã pin code login. Phụ huynh có thể nhập vào pin code mà mình đã nhận được, sau đó bấm nút đăng nhập. Phụ huynh hoàn toàn không cần cập nhật mật khẩu, mỗi lần đăng nhập chỉ cần bấm vào pin code login, nhận mã từ tin nhắn sau đó đăng nhập. Khi đăng nhập, giao diện đầu tiên mà phụ huynh vào đó chính là hình ảnh mà bé vào lớp và ra về hàng ngày. Ở trong đây, phụ huynh có thể lưu lại hình ảnh vào lớp ra về của con. Chỉ cần bấm nút lưu ở phía bên góc trái màn hình thì ảnh này sẽ được lưu vào thư viện ở trên điện thoại. Phụ huynh có thể theo dõi giờ vào lớp và giờ ra về hàng ngày của bé. Thứ hai, đó chính là giao diện học tập. Trong giao diện này, phụ huynh có thể xem được tất cả hoạt động hàng ngày mà giáo viên tại lớp đăng tải lên hệ thống. Phụ huynh có thể bấm vào từng ảnh, xem nhận xét từng hình ảnh của giáo viên dành cho bé, cũng như là lĩnh vực học tập mà bé phát triển ở tại môn học này. Tương tự, các ngày khác cũng vậy, phụ huynh có thể vào xem được ảnh, thả tim và xem nội dung mà nhận xét mà giáo viên đã ghi ở trên album ảnh. Giao diện thứ ba đó chính là mục tin nhắn. Trong tin nhắn này, phụ huynh hoàn toàn có thể chủ động gửi tin nhắn cho nhà trường bằng cách bấm vào bút chì ở bên góc phải trên cùng màn hình. Nếu phụ huynh có nhu cầu xin phép nghỉ học cho bé, có thể chọn vào mục câu hỏi, chủ đề, điểm danh. Và ở đây, hệ thống sẽ tự động tô vàng ô xin phép vắng mặt. Phụ huynh bấm vào nút tiếp theo. Chọn lý do để xin nghỉ cho bé. Ví dụ bé bị bệnh, phụ huynh có thể chọn thời gian nghỉ, ngày bắt đầu và ngày kết thúc. Bấm nút xong. Sau đó ghi chú ở bên dưới. Gửi tin nhắn cho nhà trường. Sau khi phụ huynh gửi xin phép, sẽ đợi nhà trường phê duyệt. Khi nhà trường phê duyệt thì tùy theo quy định của trường. Nếu nhà trường có quy định hoàn trả tiền ăn thì những ngày xin phép của phụ huynh sẽ được ghi chú vào một điểm danh của hệ thống nhà trường. Tiếp theo, nếu phụ huynh có nhu cầu gửi đơn thuốc cho nhà trường, bấm vào soạn tin nhắn, chọn câu hỏi, chọn vào chủ đề sức khỏe, chọn ô dặn thuốc, bấm nút tiếp theo. Lúc này, phụ huynh có thể lần lượt nhập tên từng loại thuốc có nhu cầu gửi cho nhà trường cho bé uống. Ví dụ, chọn loại thuốc. Số lần uống hàng ngày, ví dụ 2 lần. Chọn thời gian cho uống vào mỗi lần. Chọn ngày bắt đầu và kết thúc. Nếu phụ huynh có nhu cầu thêm loại thuốc khác, có thể bấm vào nút thêm loại thuốc khác tại đây. Sau khi hoàn thành đơn thuốc, phụ huynh có thể ghi chú. Sau đó, bấm mũi tên để gửi đơn thuốc đi. Trở lại, khi nhà trường phê duyệt đơn thuốc này sẽ tự động đưa vào hệ thống sức khỏe của nhà trường để giáo viên cho bé uống thuốc đúng giờ. Bất kỳ khi nào,
phụ huynh có nhu cầu gửi tin nhắn cho nhà trường có thể bấm vào ô soạn tin nhắn tại đây và soạn nội dung mà mình muốn gửi cho giáo viên. Ô tiếp theo đó chính là về học phí. Phụ huynh có thể theo dõi được tất cả những hóa đơn, biên lai học phí hàng tháng của bé. Và khi mà nhà trường xuất hóa đơn cũng như là tất cả chi phí còn nợ sẽ được hiện ở trên giao diện học phí tại đây. Những hóa đơn nào được thanh toán sẽ được hiển thị tại mục biên lai. Phụ huynh có thể bấm vào để xem biên lai xác nhận thanh toán từ phía nhà trường. Tại mục xem thêm, phụ huynh có thể theo dõi rất là nhiều thông tin được cập nhật từ nhà trường. Ví dụ, bản tin. Đây sẽ là thông tin mà nhà trường cập nhật về thời khóa biểu, chương trình học của bé hoặc là thực đơn hàng tháng. Phụ huynh có thể lưu lại tất cả hình ảnh này vào hệ thống ở trên điện thoại. Tiếp theo, phụ huynh có thể theo dõi các sự kiện mà nhà trường cập nhật tại ô sự kiện. Khi có bất kỳ sự kiện nào được tổ chức, phụ huynh có thể bấm vào nút dấu cộng ở trong sự kiện để có thể thêm sự kiện này vào lịch ở trên điện thoại. Ví dụ, đây là sự kiện ngày 27 tháng 7. Sau khi đã thêm sự kiện thành công vào lịch, phụ huynh có thể vào lịch ở trên điện thoại để kiểm tra. Ngày 27 tháng 7 tại đây sẽ được ghi chú thời gian sự kiện diễn ra. Tiếp theo, phụ huynh có thể theo dõi tất cả những đánh giá học tập, báo cáo học tập vào cuối kỳ, cuối tháng mà do nhà trường gửi cho phụ huynh tại mục đánh giá mới hoặc đánh giá cũ. Khi nhà trường gửi bản đánh giá này đến, phụ huynh sẽ có một thông báo ở trên màn hình chờ để có thể bấm vào và dẫn đến trực tiếp ở trong đánh giá mà nhà trường gửi. Để theo dõi, tổng kết phần điểm danh theo tháng, phụ huynh có thể kéo xuống bên dưới trong mục quản trị. Có ô điểm danh tại đây, phụ huynh có thể theo dõi số ngày có mặt, điểm danh của bé trong tháng và số ngày vắng mặt cũng như là ngày đi học muộn của bé. Phụ huynh có thể tùy ý chọn tại đây để có thể chọn những tháng mà mình muốn xem báo cáo điểm danh của bé. Để cài đặt hoặc thay đổi bất kỳ thông tin của tài khoản, phụ huynh có thể bấm vào ô thiết lập ở bên dưới. Ví dụ, phụ huynh muốn thay đổi mật khẩu, có thể bấm vào ô thay đổi mật khẩu. Nhập mật khẩu hiện tại, nhập mật khẩu mới và xác nhận lại một lần nữa, sau đó bấm nút lưu để có thể cập nhật mật khẩu mới cho tài khoản. Nếu phụ huynh có bất kỳ thông tin nào cần hỗ trợ, liên hệ với Little Lies, phụ huynh có thể bấm vào ô hỗ trợ, chọn trung tâm trợ giúp hoặc là hướng dẫn sử dụng cho phụ huynh. Bất kỳ phản hồi nào của phụ huynh sẽ được Little Lies phản hồi qua email mà phụ huynh đã đăng ký với nhà trường. Tại đây, khi phụ huynh vào đường link hỗ trợ từ Little Lies, phụ huynh có thể bấm vào ô để đổi ngôn ngữ sang tiếng Việt, chọn Vietnamese. Tại đây, phụ huynh có thể tìm tất cả những hướng dẫn làm thế nào để đăng nhập, làm thế nào để lấy lại được mật khẩu, xem các báo cáo học tập, đánh giá mục tiêu. Trong trường hợp, những phản hồi này không phải là những phản hồi mà phụ huynh đang cần, phụ huynh có thể bấm vào dấu cộng ở phía trên màn hình. Nhập email mà Little Life có thể gửi phản hồi lại cho phụ huynh. Sau đó phụ huynh nhập chủ đề, ví dụ không đăng nhập được vào tài khoản. Vấn đề gặp phải là gì? Mô tả. Tại đây phụ huynh có thể nêu rõ tên lớp của bé cũng như là email tài khoản của phụ huynh hoặc số điện thoại để nhân viên Little Life có thể hỗ trợ một cách nhanh chóng. Sau khi điền hết tất cả các thông tin, phụ huynh có thể bấm nút gửi để thông tin này sẽ được chuyển đến nhân viên tổng đài của Little Life và phản hồi sẽ được hỗ trợ phản hồi lại email mà phụ huynh đã gửi cho Little Life. Cảm ơn quý phụ huynh đã theo dõi đoạn video clip hướng dẫn như trên. Chúc phụ huynh có một trải nghiệm thú vị cùng với ứng dụng Little Family Room.